tới trước mặt là ngã tư cắt ngang ở đường Hai Bà Trưng ha. Bên góc trái là có công viên Lê Văn Tám, mà ngày xưa là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi quý vị. Này không còn quận 3 là quận 1 cái gì. Khu này là phường Đa Cao quận 1 rồi. Đó bên trái là công viên Lê Văn Tám, ngày xưa gọi là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi vậy. Rồi bên phải có ngã ba là đường Phùng Khắc Khoan. Bên góc phải là có đường Mạc Đĩnh Chi quý vị. Rồi ngã tư cắt ngang phía trước mặt là chúng ta đó là cái góc trái á, là đi cầu bông cái vậy, mà phía bên phải là ngược chiều à. Đường trước mặt chúng ta là đường Đinh Tiên Hoàng ha. Đinh Tiên Hoàng phía trước quẹo trái á, là đi thẳng về cầu bông quý vị. Đi thẳng luôn, thẳng lên Tiên Hoàng luôn là có thể về là Tân Ông Bà Chiểu, chợ Bà Chiểu luôn vậy. Ở bên phải có đường nhỏ là đường Mai Thị Lựu. Rồi chúng ta đang đi hướng ra ngoài quận Bình Thạnh, trước mặt chúng ta có một cái bục bên này là rất nhiều tên đường, lâu quá là Duy không đi ngang đây, Duy không có nhớ hết các đường quý vị. Mà Duy chỉ nhớ là đó bên trái có cái cây nước sừng sững, là cây nước này là có hồi trước Việt Nam Cộng Hòa tới bây giờ quý vị, rất là kỷ niệm quý vị ha. Rồi Duy đi qua cầu Điện Biên Phủ quý vị. Đó cây nước nằm bên trái quý vị. Duy đang đi là đường Điện Biên Phủ thuộc phường 17 quận Bình Thạnh nha quý vị. Một lần nữa Duy cảm ơn các bạn đã trước giờ theo dõi clip của Duy cũng như là những cái fan ủng hộ Duy. Duy cảm ơn các bạn nhiều lắm. Duy tồn tại đến ngày hôm nay trên những cái clip đi du lịch, review lại những cái con đường Duy đang đi qua đến ngày hôm nay là nhờ công ơn của các bạn. Duy cảm ơn và thân mến chúc các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc.
rồi, Duy đang đến ngã tư, đây là ngã tư người ta gọi là ngã tư Hàng Xanh quý vị. Được cắt ngang là xô viết Nghệ Tĩnh ha, hướng bên trái đi Bình Dương Sông Bé quý vị, còn hướng bên phải thì đi vô khu sở thú quý vị. Khánh này nằm trên đường Điện Biên Phủ, khu vực này là phường 17 quận Bình Thạnh. Đây là cầu Văn Khánh 1 ha. Lên cầu Sài Gòn cái gì? Lên cầu Sài Gòn thì mình phải chạy bên đây chứ. Lâu quá không đi cái gì? Thử chạy ra lạng quạng chạy thuộc vô trong cái khu nhà lên mắt luôn. Bánh mà không chạy không còn lộn đường. Rồi Duy chuẩn bị lên cầu Sài Gòn quý vị. Đây là cầu Sài Gòn 2 á, bên kia là cầu Sài Gòn 1 á. Cầu Sài Gòn là một trong những cây cầu chiến lược huyết mạch cửa ngõ thành phố đi ra phương Bắc quý vị. Đây là nối với lại các tỉnh Đồng Nai là trở ra ngoài Bắc luôn. Thì đi qua cầu Sài Gòn là chúng ta xuống xa lộ Hà Nội, ngày xưa gọi là xa lộ Biên Hòa quý vị. Wow, bên kia cầu Sài Gòn là quận 2 quý vị. Tất cả các nhà cửa xây dựng chọc trời bây giờ mọc rất nhiều ha, nhìn rất đẹp quý vị. Đó, khu Tần Não á, phía bên phải chúng ta là quận 2 á, khu Tần Não á, có thấy quý vị. Sài Gòn hình như mới làm lại mới luôn quý vị. Diện mạo thấy rất lạ ha. Đó, tuyến đường metro Thủ Đức á, đó, tuyến đường metro đang làm dang dở chưa xong vậy. Mới mốt thì tàu điện chạy đến đó đó. Metro Sài Gòn và Thủ Tiên chứ, xin lỗi. Đây là vốn ODA của Nhật Bản quý vị. Làm gần xong rồi đó.
bây giờ mình qua khu Trần Não thì qua cầu này đây. Đường Trần Não, phường An Phú, quận 2. Lên mắt 81, trước mặt Duy là lên mắt 81 quý vị. Wow, đi làm sao quý vị? Nhưng mà cũng phải đi làm thôi, có việc làm còn hơn không. Qua khỏi khu Thảo Điền tới ngã tư đi thẳng luôn thì tới đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội, đi thẳng nó tới ngã ba, nó thấy cái tòa nhà chung để là Cát Linh. Tới khu Thảo Điền rồi tới ngã tư đèn xanh đỏ đi thẳng luôn, rồi ngã xanh đèn xanh đỏ đi thẳng này ngó thấy con đường là đường Sông Hành với xa lộ Hà Nội đi thẳng luôn. Chừng nào tới ngã ba ngó thấy cái tòa nhà Cát Linh màu trắng. Đi đủ mẹ, cái này đỡ lên cầu Sài Gòn trở lại rồi. Đây, ngã tư đường xanh đỏ đi thẳng luôn. Thấy không? Đúng rồi, ngã tư đường xanh đỏ đi thẳng. Hồi nãy mình không thấy cái đường này. Em thấy chị Cát Linh hả? Dòm đi.
Ở đây có bán đồ ăn đầy đủ nè.